Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục nội dung thứ hai trong phần phân tích đa thức thành nhân tử. Như cô đã giới thiệu trong bài trước là các bạn có 3 phương pháp chủ yếu và cũng giống như trong sách giáo khoa. Hôm nay chúng ta sẽ sử dụng phương pháp đó là dùng hằng đẳng thức. Tuy nhiên thì các bạn phải biết rằng là để chúng ta có thể phân tích đa thức được thành nhân tử thì có thể sử dụng rất nhiều cách, rồi trình tự có thể khác nhau. Nên là chúng ta phải nắm chắc được tất cả các phương pháp và phải làm rất nhiều để chúng ta đưa nó trở thành các kỹ năng. Và các bạn hãy nhìn lại cho cô về vấn đề thứ tư trong bài giảng trước, cùng nhìn lại về phương pháp là đặt nhân tử chung. Ở bài đầu tiên là cô có lồng ghép về cách mà chúng ta sẽ phải phân tích đa thức thành nhân tử để có thể tìm được giá trị của x. Thì thông thường bài tìm x mà chúng ta gặp ở lớp 6, lớp 7 thì như cô đã nói rất nhiều lần, đó là nó rất là đơn giản. Và ở đây thì chúng ta đã học thêm nhiều các cách làm khác nữa, nên là người ta sẽ thường lồng ghép thêm, ví dụ như là chúng ta đi rút gọn biểu thức hoặc là chúng ta đi phân tích đa thức thành nhân tử. Thì ở đây hôm trước cô cũng gợi ý rồi là chúng ta sẽ chuyển vế và đặt nhân tử chung, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thực hiện nhanh nhé. Đầu tiên là chắc chắn là các bạn sẽ cần phải chép đúng đề. Ở vế bên trái thì chúng ta không có ngoặc. Tiếp theo là vế bên phải cũng là x cộng 1 nhưng mà bình phương. Thì đến đây là chúng ta đánh giá được là hai vế đều có xuất hiện biểu thức x cộng 1. Nhiều bạn là nghĩ rằng chia cả hai vế cho x cộng 1. Các bạn nghĩ là chia cả hai vế cho x cộng 1 thì vế trái. Một số bạn lại đưa ra kết quả là 0, phải không ạ? Một số bạn thì đưa ra kết quả là 1. Đó. Bên vế phải thì sau khi chia một lần thì sẽ là x cộng 1. Nhưng mà chúng ta chia như thế này thì tất cả đều không đúng. Là bởi vì sao ạ? Cho dù là chia làm 1 thì mới đúng nhé, 0 thì không đúng. Nhưng mà khi chúng ta chia cho cùng một số thì số đó phải khác 0. Nên là các bạn muốn chia thì các bạn có thể xét nó bằng 0 hoặc là khác 0. Nếu mà các bạn thêm một bước xét thì được phép chia nhé. Nhưng mà ở đây thì chúng ta chuyển vế sang và đưa về phương trình tích. Phương trình tích này thì chúng ta học sau này các bạn sẽ được gọi với tên gọi là như vậy, nhưng mà hiện tại là chúng ta chỉ hiểu rằng là A nhân B bằng 0 thì suy ra A bằng 0 hoặc B bằng 0. Phần này cô đã giới thiệu trong bài giảng trước rồi. Bây giờ cô sẽ chuyển vế từ vế trái sang vế phải. Chúng ta sẽ được x cộng 1 bình trừ đi x cộng 1 bằng 0. Thông thường là chúng ta luôn giữ cho bình phương, tức là mũ bậc cao hơn, mang dấu dương. Đặt x cộng 1 ra ngoài, phải không ạ? Đây chính là phương pháp đặt nhân tử chung rồi. Trong còn x cộng 1 trừ 1. Bởi vì ở đây không viết gì, có nghĩa là nhân với 1. Rút gọn đi thì chúng ta sẽ được là x nhân x cộng 1 bằng 0. Suy ra x bằng 0 hoặc là x cộng 1 bằng 0. Và suy ra thêm một lần nữa. Âm 1, phải không ạ? Các bạn kết luận cho cô nhé. Các bạn kết luận tiếp hộ cô với. Như vậy là chúng ta chỉ cần trải qua một cái bước, đó là chuyển vế và phân tích đa thức thành nhân tử là có thể đưa được về dạng A nhân B bằng 0. Thì hoặc A bằng 0 hoặc B bằng 0. Và chúng ta cũng nhận ra được là nó có một nghiệm x bằng âm 1. Vì vậy mà nếu mà bạn nào muốn chia thì cần phải xét hai trường hợp. Trường hợp 1 là x cộng 1 bằng 0 thì có thỏa mãn không này. Trường hợp 2 x cộng 1 khác 0 thì chúng ta mới được phép chia nhé. Như vậy là đối với những cái bài toán về tìm x thì người ta cũng có thể lồng ghép thêm về phần phân tích đa thức thành nhân tử. Và chúng ta cũng biết rằng là phân tích đa thức thành nhân tử là một trong những cái công cụ rất là quan trọng để có thể làm được một vài các dạng bài toán khác nhau. Bây giờ các bạn hãy cùng quan sát cho cô bài tiếp theo. Ở bài số 2 này thì các bạn có thể thấy được là chúng ta chưa gặp ở trong cái bài tập liên quan đến phần phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung, tức là trong phần ví dụ cô chưa giới thiệu. Tuy nhiên thì trong phần bài tập về nhà cô đã gợi ý rồi, đó là chúng ta hãy phân tích thành nhân tử và nhận xét. Thì ở đây sẽ có hai ý. Một là các bạn sẽ cần phải biến đổi được biểu thức mà người ta cho.
Các bạn sẽ gặp phải một cái trở ngại, đó là chúng ta rất khó khi mà phân tích một biểu thức mà không quen thuộc. Ví dụ như thường là ẩn x, y, z hoặc là ABC, nhưng mà bây giờ lại là n. Thì n này thường là người ta sẽ viết để cho số nguyên hoặc là số tự nhiên nhé. Và các bạn có thể gặp rất nhiều trong chương trình toán lớp 6 bởi vì nó liên quan đến phần chia hết. Đó. Thì đó là bước đầu tiên. Còn bước số 2 là các bạn hiểu cho cô là chia hết cho 6 thì chúng ta có dấu hiệu gì? Khi các bạn học ở tiểu học, chúng ta có được học một vài các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5 hay là 9, 7 vân vân, phải không ạ? Thì khi lên lớp 6 chúng ta lại học lại một lần nữa. Còn số 6 thì có vẻ như nó không có dấu hiệu gì cả. Nên là ở đây chúng ta sẽ cần phải sử dụng thêm một kiến thức. Đó là A chia hết cho 6. Mà cái số 6 này thì lại có thể phân tích được thành hai số nguyên tố nhân với nhau. Đó là 2 x 3. Và nếu mà các bạn có thể chứng minh được A chia hết cho 2 và A chia hết cho 3, thì hai điều này sẽ suy ra được A chia hết cho 6. Thì đây là cái kỹ năng quan trọng khi mà các bạn làm những cái bài tập liên quan đến chia hết. Và chắc chắn là các bạn đã từng gặp cái dạng bài này rồi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta hãy cùng phân tích đa thức người ta cho ban đầu thành nhân tử nhé. Đầu tiên là chúng ta hãy chép lại cho cô. Cộng với 2n, n cộng 1. Chúng ta hiểu đây là biểu thức và biến đổi thì phải đối với nhau bởi dấu bằng. Có nhân tử nào chung ạ? Đầu tiên là n, bên này cũng có n phải không ạ? Có n cộng 1 thì đây cũng có n cộng 1. Nên chúng ta sẽ đặt n nhân n cộng 1 ra ngoài. Trong còn, còn một n nữa. Và cộng với 2. Dấu cộng ở đây thì chính là dấu cộng này. Chỉ cần trải qua một bước thôi là chúng ta đã phân tích được rồi. Nếu mà bạn nào có nhận xét thì có thể thấy được là n, n cộng 1 và n cộng 2 chính là ba số nguyên liên tiếp. Bởi vì hơn kém nhau là một đơn vị. Ví dụ như là âm 1 nhân 0 nhân 1 cũng là ba số nguyên liên tiếp nhân với nhau. Hoặc là âm 2 nhân âm 1 nhân 0. Cô lấy trường hợp đặc biệt phải không ạ? 2 nhân 3 nhân 4 đi. Đó. Thì rõ ràng ở đây sẽ là 0 cũng chia hết cho 6 này. Ở đây cũng được kết quả bằng 0 chia cho 6. 2 nhân 3 nhân 4, 24. Đó. Và nhiệm vụ của các bạn là phải chứng minh tích của ba số nguyên liên tiếp chia hết cho 6. Chúng ta có thể nghĩ ra được cho cô cách làm hay không? Tức là chia cho 2 và chia cho 3 nhé. Chắc hẳn là các bạn đã từng nghe đến một trong những cái khẳng định. Đó là tích của 2 số nguyên liên tiếp thì luôn chia hết cho 2. Tích của 3 số nguyên liên tiếp luôn chia hết cho 3. 4 số nguyên liên tiếp cũng chia cho 4. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà chúng ta liệt kê những số liên tiếp, nó luôn luôn sẽ xuất hiện một trong những cái số đó chia hết cho cái số mà chúng ta đang muốn chứng minh. Ví dụ như là 3 số thì luôn luôn xuất hiện một số 3 chia cho 3. Hay là 2 số thì luôn luôn xuất hiện một số chia cho 2, ví dụ số 2 này. Đó. Tương tự như ở đây. Đấy là xuất hiện ít nhất nhé. Nên là các bạn phải chú ý. Như vậy là chúng ta đã chứng minh được hai phần ở dưới này. Chỉ cần suy ra được chia cho 6 thôi. Nhận xét này. Đó là với n là một số nguyên. Thì n nhân với n cộng 1 là tích của hai số nguyên liên tiếp. Suy ra chia hết cho 2. Các bạn nhớ ký hiệu chia hết là ba dấu chấm thẳng đứng như thế này. Tương tự thì chúng ta có tích ba số nguyên liên tiếp cũng chia hết cho 3. Ở trên gọi là điều 1, ở dưới gọi là
Điều số 2. Cô mở rộng thêm một chút, đó là một số bạn thì nói rằng là em không lựa chọn n và n cộng 1 là hai số liên tiếp, mà em lựa chọn là n cộng 1 và n cộng 2 có được hay không? Thì câu trả lời là có nhé. Các bạn có thể lựa chọn cặp số bất kỳ, miễn là thỏa mãn nó là tích của hai số nguyên liên tiếp. Như vậy là chúng ta đã có được hai phần này. Và các bạn sẽ phải thêm đó là 2 và 3 nguyên tố cùng nhau. Mặc dù là cũng không cần thiết lắm, nhưng mà chúng ta phải nêu ra. Hai số nguyên tố cùng nhau. Điều này điều số 3. Ở đây thì chúng ta biết rằng là tất cả các số nguyên tố sẽ nguyên tố cùng nhau. Nhưng mà nếu mà các bạn sẽ cần phải chứng minh, ví dụ như là B thì chia hết cho 10, C thì chia hết cho 9, tức là B sẽ phải chia hết cho 90. À đây là B. Và 10 và 9 cũng là hai số nguyên tố cùng nhau bởi vì nó không có ước chung là khác 1 và âm 1. Ước chung lớn nhất là 1. Nên đây là hai số nguyên tố cùng nhau. Thì điều này cũng suy ra được B chia hết cho 90. Thì không phải là chỉ là các số nguyên tố thì chúng ta mới xét được điều này, mà chỉ cần nó nguyên tố cùng nhau thôi nhé. Từ 1 và 2, 3 sẽ suy ra được. Các bạn có thể suy ra luôn biểu thức ban đầu. Chia hết cho 6. Với mọi n là số nguyên, các bạn có thể ghi ký hiệu giống cô, tức là n thuộc Z. Như vậy là bài số 2 này không hề dễ dàng một chút nào, nhưng mà chúng ta đã làm 1-2 lần thì chắc chắn là các bạn sẽ nhớ được cách làm. Ở đây thì cái khó nhất là các bạn hiểu được hai cái mắt xích quan trọng, đó là phân tích thành nhân tử và hiểu là chia cho 6 thì cần phải chia hết cho những số nào. Thêm nữa là phần lập luận nếu mà chúng ta muốn có điểm tối đa. Và cô hy vọng là chúng ta sẽ không dừng lại ở những cái bài rất đơn giản về những cái bài thuần tí là phân tích thành nhân tử, mà các bạn cần phải làm thêm những cái bài nâng cao nữa để chúng ta sẽ không ngại khi mà gặp những dạng bài này, chúng ta có thể lấy được điểm cao nhất trong tất cả các bài kiểm tra. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với nội dung của bài giảng ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học sang vấn đề thứ 5, đó là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức. Các bạn đã thấy được là hằng đẳng thức này chúng ta đã học được 7 hằng đẳng thức đáng nhớ và một vài các hằng đẳng thức mở rộng. Và ngày hôm nay để có thể học được bài giảng này, các bạn chắc chắn là sẽ phải thuộc được những hằng đẳng thức đó. Và thêm nữa là chúng ta có nhận xét về những thành phần trong các đa thức mà chúng ta cần phải phân tích thành nhân tử. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng quan sát lại cho cô một ví dụ trong bài giảng hôm trước. Các bạn có thấy đây là một biểu thức khá là quen thuộc không ạ? Cái biểu thức này thì đã xuất hiện trong cái bài về tìm x bằng cái phương pháp là đặt nhân tử chung. Nhưng mà cô cũng nói thêm đó là ở cái bước sau này thì chúng ta có thể sử dụng hằng đẳng thức để đưa về cái phần dạng tích a nhân b nhân c bằng 0. Một số bạn thì không cần nhé. Một số bạn thì chỉ có thể suy ra luôn là x bình bằng 9 thì x sẽ bằng cộng trừ 3. Thế nhưng mà chúng ta quan sát được cách mà cô đã biến đổi. Ban đầu là chúng ta phân tích bằng phương pháp đặt nhân tử chung x. Đó. Nhưng mà sau đó là chúng ta muốn phân tích đến cùng, tức là để có thể ở trạng thái là không phân tích được nữa, thì nhận thấy được đây là một hằng đẳng thức. Một hằng đẳng thức nó sẽ có hai chiều. Chiều đầu tiên, một vế sẽ là một biểu thức tự do. Và vế còn lại sẽ là tích của các đa thức. Các bạn có để ý đến điều đấy hay không ạ? Đó thì cô đã áp dụng hằng đẳng thức vào đây và phân tích được đến cuối cùng như thế này. Và hằng đẳng thức mà chúng ta đã sử dụng đó là a bình trừ b bình bằng a cộng b nhân a trừ b. Như vậy thì cách làm này người ta gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức. Bài giảng ngày hôm nay của chúng ta rất là đơn giản như vậy thôi. Thì các bạn có thể sử dụng cả phương pháp về đặt nhân tử chung, sau đó là xem xét xem là có hằng đẳng thức hay không thì chúng ta sẽ áp dụng.
thì cô sẽ nhắc lại 7 hàng đẳng thức mà chúng ta phải học thuộc. Đầu tiên là liên quan đến bình phương là có 3 hàng đẳng thức, tiếp theo lập phương thì có 4. Các bạn có thể thấy được này. Đầu tiên, hàng đẳng thức về bình phương của một tổng, về bên trái đang là dạng tích, tức là nó là bình phương trong cái dạng là một biểu thức, thì ở đây là dạng phân tích thành nhân tử rồi đấy. Còn bên phải này là một phần tự do, tương tự với hàng đẳng thức dưới. Ở dưới này thì lại là một phần tự do và được phân tích thành tích của các biểu thức. Và tiếp theo là về lập phương. Lập phương thì cũng tương tự như vậy, thì chúng ta có thể thấy được là hai hàng đẳng thức đầu tiên là dạng tích, sau đó chuyển sang dạng tự do. Tiếp theo là dạng tự do chuyển sang dạng tích. Thì cô nhắc lại để chúng ta có thể nhớ kỹ hơn nhé. Và các bạn phải làm nhiều, học thuộc cho cô. Nó rất là quan trọng. Sau này lên lớp 9 hay những lớp cao hơn nữa, chúng ta lại tiếp tục sử dụng nhiều nữa. Là các bạn chú ý. Và ở đây thì cô sẽ đưa hết một sang một vế. Đó, tức là chuyển dạng tự do sang vế trái, còn dạng tích sang vế phải. Như vậy là chúng ta kết luận được là trong một số trường hợp thì có thể sử dụng cả 7 hàng đẳng thức này, chứ chúng ta sẽ không chỉ sử dụng một vài các hàng đẳng thức. Đúng không ạ? Đây các bạn nhớ lại nhé. Thường là người ta cho dạng bên trái và chúng ta sẽ cần biến đổi sang dạng bên phải. Bây giờ chúng ta hãy đúc kết cho cô và có một cái định nghĩa mở đầu về cái phần mà dùng hàng đẳng thức này. Nó cũng giống như trong cái phần phát biểu mà cô đã nói. Đó là trong nhiều trường hợp thì ta có thể sử dụng các hàng đẳng thức đáng nhớ theo các chiều biến đổi từ một vế là một đa thức sang vế kia là một tích của các nhân tử hoặc là lũy thừa. Đó. Tức là cái dạng mà cô nói là từ vế trái sang vế phải. Và người ta gọi cách làm đó chính là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hàng đẳng thức. Thì không chờ đợi gì nữa mà chúng ta hãy luyện tập luôn cho cô nhé. Bởi vì cái phần này phụ thuộc chủ yếu vào cái mức độ ghi nhớ của các bạn về các hàng đẳng thức này. Bây giờ chúng ta hãy đến ngay ví dụ đầu tiên. Các bạn đã từng gặp dạng bài này trong cái phần liên quan đến hàng đẳng thức, phải không ạ? Tức là phần điền những số hay chữ thích hợp vào các dấu chấm này. Ở đây thì chủ yếu là chúng ta muốn hoàn thiện cái công đoạn hay là cái quá trình biến đổi. Và mục tiêu người ta hướng đến là dạng tự do chuyển sang dạng tích. Thì ở đây chúng ta chỉ cần nhớ rất chuẩn xác về phần hàng đẳng thức và áp dụng A lớn bằng bao nhiêu, B lớn bằng bao nhiêu là có thể thực hiện được. Chúng ta hãy thực hiện ngay cho cô phần A đầu tiên. Ở đây thì chúng ta đang liên hệ đến bình phương của một tổng, tức là dạng A cộng B tất cả bình. Thông thường là chúng ta học cũng giống như là trong bảng cửu chương ở tiểu học. Các bạn hay thuộc theo một chiều. Sau đó lên lớp 4 chúng ta học về bảng chia. Có rất nhiều bạn là ngượng, không thể nào mà nhớ được bảng chia trong khi rất thuộc bảng nhân. Vì vậy mà chúng ta nhớ một cái phần biến đổi đẳng thức thì các bạn nên nhớ hai chiều nhé. Hoặc là nếu chúng ta không thể nhớ được chiều còn lại thì chúng ta có thể viết lại. Viết lại để có thể áp dụng được tốt hơn. 2AB phải không ạ? Cộng với B bình phương. Như vậy A sẽ bằng bao nhiêu và B sẽ bằng bao nhiêu? A ở đây sẽ là X. Và B sẽ là 2 phải không ạ? Thì rõ ràng là X bình và 2 bình sẽ là A bình và B bình. Chỉ còn 2AB nữa thôi. Đó, thì chúng ta chỉ cần điền vào đây là đơn giản thôi. Đây sẽ là X. Bên này thì B sẽ là 2. Thực chất là sẽ không cần phải đóng ngoặc, nhưng mà người ta vẫn đóng ngoặc để chúng ta hiểu kỹ hơn. Như vậy phần A khá là đơn giản. Phần B này tương tự như phần ví dụ minh họa cô đã nêu. Tức là 4 thì sẽ bằng 2 bình. Đó thì chúng ta điền các số 2 vào đây. Tiếp theo, phần C sẽ là hiệu của hai lập phương. Bởi vì các bạn có thể thấy là ở bên dưới người ta biến đổi mà mũ sẽ là mũ 3. 8y mũ 3. Để có thể chuyển về dạng A mũ 3
Thì các bạn hãy nhớ cho cô là chúng ta nên chuyển hệ số trước này, sau đó đến phần biến. Phần biến thì từng biến một nếu mà nó có nhiều biến. 8 thì bằng 2 mũ 3. Y mũ 3 này đã sẵn có rồi. Và đây thực chất là tích của hai lũy thừa có cùng số mũ. Thì các bạn có thể viết là 2 nhân y tất cả mũ 3. Cái phần lũy thừa này chúng ta học rất nhiều ở những cái lớp 6, lớp 7 rồi. 27 thì quá là đơn giản. 27 sẽ bằng 3 mũ 3. Đó. Như vậy chúng ta sẽ điền vào đây sẽ là 2y. Và các bạn nhớ lại về hàng đẳng thức a mũ 3 trừ b mũ 3 sẽ bằng a trừ b nhân a bình cộng ab cộng b bình. Dấu trừ này với dấu trừ này là giống nhau. Còn dấu cộng này sẽ là đảo lại. Đảo lại của hai cái dấu bên này. Đây là cách mà cô đã từ ngày xưa khi mà cô cùng tuổi các bạn học trong chương trình vào lớp 8. Tiếp theo là chúng ta chỉ cần thay thế a bằng bao nhiêu và b bằng bao nhiêu. Rõ ràng a bằng 2y và b sẽ bằng 3. Đây sẽ là 2y nhân 3 là 6y. Và đây là 9. Đó. Và những cái bước nhỏ này chúng ta làm là chúng ta đang được hình thành về kỹ năng liên quan đến phân tích hành nhân tử và sử dụng hàm thức. Thì các đoạn, các bước làm là như thế nào? Các bạn hãy viết dưới dạng tường minh của nó nhé. Sau đó chúng ta sẽ viết dưới dạng tích, tức là dạng tích. Thông thường là sẽ ở dạng tự do trước. Đó. Rất ít khi là người ta cho dạng tích trước sau lại bắt chúng ta phân tích tiếp. Đúng không ạ? Thì đến đây chúng ta đã hiểu được các quy trình khi mà thực hiện bằng phương pháp dùng hàm thức. Nhưng mà các bạn đừng quên là chúng ta có một phương pháp đã học, đó là đặt nhân tử chung. Bây giờ chúng ta hãy thực hiện thêm cho cô một vài các ví dụ nữa. Các bạn có thể quan sát thấy là ở ví dụ số 2 này, cô đã đưa ra rất nhiều các biểu thức khác nhau. Và chủ yếu là chúng ta sẽ sử dụng ngay các hàng đẳng thức để biến đổi. Rất ít trường hợp là đặt nhân tử chung, sau đó mới xuất hiện hàng đẳng thức. Và cô muốn là các bạn phải kết nối được những số như là các số thông thường hoặc là những chữ, tức là các biến. Nó tương ứng với A lớn và B lớn trong những hàng đẳng thức mà chúng ta nhớ. Đầu tiên là chúng ta hãy quan sát cho cô phần A. Các bạn có thể nhận xét luôn tất cả các biểu thức này để phân tích nhé. Phần A này thì dạng bình phương và chúng ta luôn nhớ đến ba cái hàng đẳng thức về bình phương. Đúng không ạ? Nó có ba số hạng này. Thì nhớ đến là hai cái hàng đẳng thức về bình phương của tổng hoặc bình phương của hiệu. Đây là dấu trừ thì chúng ta lại nhớ đến bình phương của hiệu, đúng không ạ? Đó, thì nhiều bạn đã làm nhiều rồi thì có thể thấy ngay đây là một dạng của hàng đẳng thức. Tiếp theo cũng là hàng đẳng thức và nó xuất hiện hai biến, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là kết quả sẽ bằng x cộng y tất cả bình. Phần C này thì không giống một cái hàng đẳng thức nào cả, nhưng nếu chúng ta đặt nhân tử chung ra ngoài thì sao? Bởi vì nhiều bạn là khi thực hiện đã không thích làm việc với dấu âm rồi thì chúng ta có thể đặt âm 1 ra ngoài. Phần D có vẻ như là tổng hai lập phương. Phần E này là hiệu của hai bình phương. Phần G chắc chắn là liên quan đến lập phương của tổng hay hiệu gì đó, nhưng mà đây là dấu trừ và đây cũng là dấu trừ. Chúng ta sẽ thấy được là số 9 này mà tách ra thì sẽ tốt hơn. Và cái phương pháp tách này các bạn sẽ học trong buổi sau nữa. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta tách được thì cô vẫn khuyến khích là chúng ta thực hiện. Sau đó là áp dụng hàm thức. Phần H, phần Y là hai phần nâng cao hơn một chút. Nhiều bạn là nhìn thấy được là không thể phân tích được thêm một bước nào nữa. Bởi vì nó không phải là các số chính phương để sử dụng hàm thức. Ở dưới này cũng không phải là lập phương. Nhưng mà chúng ta đã học sang cái phần tập hợp lớn nhất, đó là tập hợp số thực sau khi kết thúc chương trình vào lớp 7. Và các bạn có thể sử dụng số vô tỉ ở đây nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nhanh từng phần. 9x bình. Chúng ta sẽ phân tích thêm một bước. Đó là bằng 3x tất cả bình trừ 2 nhân 3x và nhân với 1 cộng 1 bình bằng
Cái dấu trừ ở đây chính là dấu trừ bên này. Rất đơn giản thôi. Phần B. Ở đây thì các bạn có thể viết luôn được hàng đẳng thức bởi vì nó đang ở dạng tuần minh rồi. X cộng y tất cả bình phương. Phần C. Chúng ta đặt âm dấu âm ra ngoài, trong còn x bình cộng 2x nhân với 1 cộng 1 bình và bằng âm của x cộng 1 tất cả bình. Nhiều bạn sau khi thực hiện rất là nhiều các bước và các bài về phân tích thành nhân tử rất là thắc mắc là khi mà cô viết âm của x cộng 1 tất cả bình này nó có phải dạng tích hay không? Tức là chúng ta đang không tập trung bởi vì dấu âm này nó cũng tương tự như âm 1 thôi. Và ở bên phải này nó là các tích, người ta sẽ gọi đây là tích và đây chính là cái kết quả cuối cùng chúng ta nhận được. Phần D. X mũ 3 thì đã rõ ràng rồi, 64 thì sẽ bằng bao nhiêu mũ 3? Ngày này chúng ta có thể thử nhé. Các bạn nên lập phương hoặc là mũ 4 của các số từ 0 đến 10. Ví dụ chúng ta có một cái bảng đó là 0 mũ 1 thì bằng bao nhiêu, 0 mũ 2, 0 mũ 3, 0 mũ 4. Tương tự với 1, với 2 và với 10. Thì các bạn sẽ thấy được 64 sẽ bằng 4 mũ 3. A sẽ bằng x, B sẽ bằng 4y. Chúng ta sẽ được nhân với x bình trừ đi 4xy cộng với 16y bình. Bên này mà bạn nào có thể phân tích được nữa thì phân tích nhé. Nhưng mà thông thường là áp dụng hàng đẳng thức này thì chúng ta sẽ không phân tích được. Phần E, 25x bình trừ đi 4y bình. Tất cả là số chính phương nên là khá là đơn giản. Ngày xưa là cô sẽ thích cái hàng đẳng thức này nhất bởi vì nó rất là đơn giản và nó không giống với bất cứ hàng đẳng thức nào. Thông thường là chúng ta nhớ luôn nhớ theo cặp bởi vì nó có sự giống nhau và khác nhau về dấu, phải không ạ? Còn cái hàng đẳng thức này nó một mình. Chính vì vậy chúng ta mới có lẻ là 7 chứ không phải là số 6 hay là số 8. Hàng đẳng thức này thì rất là dễ nhớ, đó là hiệu và tổng hai số AB thôi. Tiếp theo đến phần G. Thì như cô đã phân tích đó là nó thiếu một số 1, nó sẽ trở thành hàng đẳng thức, phải không ạ? Và chúng ta mong muốn là tách số 9 này ra thành số 1 và số 8. Nhiều bạn có thể nhớ được hay là nhớ về cái phương pháp đặt nhân tử chung và thấy được là nếu mà em đặt x bình ra ngoài đối với hai hạng tử đầu sẽ có nhân tử là x trừ 3. Nếu đặt 3 ra ngoài với hai hạng tử sau sẽ được nhân tử là x trừ 3. Nó giống nhau. Thì cái cách làm này chúng ta sẽ học trong cái bài tiếp theo, đó là sử dụng phương pháp là nhóm hạng tử. Còn bây giờ chúng ta ưu tiên sẽ dùng hàng đẳng thức. Mà nếu mà người ta yêu cầu phân tích thành nhân tử thì các bạn làm theo cách nào cũng được. Cho dù là các bạn đang học ở bài nào thì chúng ta chỉ cần thực hiện theo đúng yêu cầu của đề bài thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ nhóm để thành hàng đẳng thức trừ 1 và trừ 8, phải không ạ? Các bạn sẽ nhận được đó là x trừ 1 tất cả mũ 3 trừ đi 2 mũ 3. Đúng chưa? X trừ 1 trừ 2 x trừ 1 tất cả bình cộng đó và cộng với 4. Đến đây thì chúng ta sẽ phải phân tích tiếp bởi vì nó đang ở dạng khá là cồng kềnh. Và sẽ bằng x trừ 3 đây là x bình trừ 2x cộng 1 cộng với 2x trừ 2 cộng 4. Như vậy là x sẽ hết, chỉ còn là x bình. 1
trừ 2 là trừ 1 cộng 4 là cộng 13. Và chúng ta cũng sẽ không phân tích được nữa. Đây chính là kết quả cuối cùng. Và các bạn có thể thấy được rằng từ phần A đến phần G cô đã thực hiện rất là nhanh, bởi vì là chúng ta áp dụng trực tiếp các hàm thức thôi. Và các số xuất hiện thường là lập phương của một số nguyên hoặc là số chính phương, hoặc là bình phương của một số nguyên, nên chúng ta hoàn toàn làm được. Tuy nhiên thì đến phần H thì sao ạ? Nha, phần H. 2x bình trừ 5. Và như cô đã nói là chúng ta nên có suy nghĩ rộng hơn về tập hợp số thực và liên quan đến các số vô tỉ nữa. Ví dụ như là số 2 này có thể viết được thành bình phương của số nào? Đây, lớp 7 là chúng ta đã học rồi. Sẽ bằng, số trong này sẽ là căn 2. Ví dụ như số 7 sẽ là lập phương của số nào đây? Đó là căn bậc 3 của 7. Thực ra là lớp 7 thì chúng ta mới chỉ học về căn bậc 2 thôi, chứ chúng ta cũng chưa được đề cập nhiều về căn bậc 3. Nhưng mà trong nội dung nâng cao thì các bạn đã có thể nắm được cái khái niệm về căn bậc 3 này. Tức là nó cũng chỉ tương tự như căn bậc 2 thôi. Đấy, các bạn nhớ cho cô hai điều này. Và chúng ta hoàn toàn có thể viết được là căn 2 nhân với x tất cả bình phương trừ đi căn 5 tất cả bình phương. Và nó đã trở về dạng A bình trừ B bình. Căn 2x trừ căn 5 nhân với căn 2x cộng căn 5. Đây là một tích nhé, chúng ta nhớ. Và như vậy thì phần Y cũng sẽ tương tự. Cô sẽ gợi ý, đó là chúng ta hãy viết số 7 sẽ thành x mũ 3 cộng với căn bậc 3 của 7 tất cả mũ 3, và sẽ trở về dạng A mũ 3 cộng B mũ 3. Các bạn hãy viết tiếp cho cô nhé. Hoặc là chúng ta có thể luyện tập nhiều, xem xét những cái tài liệu nâng cao. Như vậy là đối với bài số 2 này, cô đã đưa ra rất nhiều các biểu thức để chúng ta có thể phân tích được thành nhân tử. Các bạn đã nắm được các dạng và các biến thường gặp trong cái bài phân tích này. Bây giờ chúng ta hãy sử dụng cái kiến thức về phân tích thành nhân tử để thực hiện một số bài toán ứng dụng. Các bạn đã từng gặp dạng bài về chứng minh giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào biến trong những cái bài đầu tiên về rút gọn biểu thức, phải không ạ? Và chúng ta mục tiêu đó là biến đổi các biểu thức này, sau đó kết quả cuối cùng phải là một hằng số không thay đổi. Nếu mà nó vẫn còn chứa biến thì chắc chắn là nó đang phụ thuộc vào biến. Thì ở đây chúng ta sẽ không phải biến đổi một cách cồng kềnh giống như những cái bài trước đây, mà các bạn đã có công cụ, đó là các hằng đẳng thức. Nếu mà chúng ta nhận xét được với quy mô lớn hơn của những công thức này thì chúng ta áp dụng rất là nhanh và sẽ rất là chính xác. Ví dụ như phần A, các bạn có thể thấy được là A thì sẽ bằng 3 cái tích, tức là tổng hiệu của 3 tích. Và tích đầu tiên sẽ là bình phương của x cộng 2. Tích cuối cùng là bình phương trừ 8. Bên này lại là trừ 2 lần. Có vẻ như là đây là một dạng của hằng đẳng thức, đúng không ạ? Nếu mà cô gọi đây là A thì đây cũng sẽ là A này. Nếu đây là B thì đây sẽ là B. Và các bạn thấy được cái dạng của nó sẽ là A bình trừ 2AB cộng B bình. Chúng ta áp dụng luôn hằng đẳng thức chứ không mất công là nhân ra sau này. Rút gọn, đúng không? Phần B thì sao? Phần B thì đây có thể là đang là hiệu của hai bình phương. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta nhận xét kỹ hơn về những biểu thức trong ngoặc, các bạn nhận xét cho cô về biểu thức trong ngoặc này. Cũng có x cộng y, nhưng mà dấu sẽ là dấu dương ở trên, ở dưới là dấu âm này. Có ZT, trên là dấu âm, dưới là dấu dương. Như vậy thì chúng ta cũng nhớ đến một vài các đẳng thức. Ví dụ như là A bình phương thì có bằng âm A tất cả bình phương hay không ạ? À có. Nhưng mà đối với lập phương thì chúng ta phải thêm dấu âm. Thì chúng ta hay nhầm hai cái đẳng thức này. Các bạn ghi nhớ cho cô nhé. Và phần này chúng ta có thể áp dụng trong biểu thức B. Thế thì đây là một bài khá là đơn giản, nên là cô cũng sẽ thực hiện luôn cái phần về rút gọn biểu thức.
Cô sẽ không chép lại đề nữa, mà chỉ gọi tên biểu thức thôi nhé. Đó là chúng ta sẽ được hàng đẳng thức x cộng 2 trừ đi x trừ 8 tất cả bình. Trong ngoặc lớn, chúng ta biến đổi phá ngoặc ra và được x trừ x hết này. 2 trừ đi trừ 8 sẽ là 2 cộng 8 là 10. 10 bình bằng 100. Như vậy suy ra A không phụ thuộc vào biến. Đó. Tiếp theo đến phần B. Phần B thì chúng ta sẽ biến đổi theo cách nào tùy các bạn nhé. Có thể dùng hàng đẳng thức hoặc là sử dụng đẳng thức này. Thôi cô sẽ sử dụng hàng đẳng thức để chúng ta dễ nhìn hơn. Z trừ T bình phương nhân với trừ đi đúng không? Trừ đi Z cộng T trừ X trừ Y tất cả bình. A bình trừ B bình sẽ bằng A trừ B nhân với A cộng B. Trừ, cô sẽ phá ngoặc luôn. Z trừ T đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc. Cộng X cộng Y. Cái thứ hai là cộng hết vào. X cộng Y trừ Z trừ T. Ở đây nó hơi dài một chút nên cô đã xuống dòng như thế này. Nhưng các bạn hiểu đây là trong một ngoặc. Và chúng ta đang thực hiện phép nhân. Hạn chế là viết xuống dòng như cô thế này nhé. Thấy được là ở cái phần biểu thức dài này, chúng ta có thể rút gọn được là có 2xy, 2x 2y, 2z 2t, đúng không? 2x cộng 2y trừ... Cái z này thì cô có thêm một cái gạch ngang để chúng ta không bị nhầm với số 2 nhé. Ngọc bên này thì sao ạ? À, ngọc bên này sẽ nhận giá trị là 0, là bởi vì xy đã bị triệt tiêu hết, ZT cũng như vậy. Kết quả cuối cùng bằng 0. Và suy ra B không phụ thuộc vào biến. Như vậy là chúng ta thấy được là một bài toán mà khi sử dụng hàng đẳng thức thì những cái thao tác thực hiện đơn giản hơn rất là nhiều. So sánh với trước đây là chúng ta phải bình phương lên. Và đặc biệt khó cho phần B nếu mà chúng ta phải bình phương cho một cái biểu thức mà gồm tới 4 số hạng. Và chúng ta có thể áp dụng được trong cuộc sống như là chúng ta hiểu là cái quyết định của mình nếu mà cố định thì sẽ không phụ thuộc vào đối tượng bên ngoài hoặc là môi trường. Nhưng mà nếu mà chúng ta vẫn còn những cái phần liên quan đến biến, những cái thay đổi thì chúng ta vẫn bị phụ thuộc vào nó, đúng không ạ? Thì đến đây là chúng ta đã có thể thấy được là những cái dạng bài liên quan đến phân tích đa thức thể nhân tử bằng phương pháp dùng hàng đẳng thức thì có rất nhiều cái hiệu quả và cũng gặp rất nhiều trong các bài tập. Nên là chúng ta cần phải rèn luyện nhiều hơn. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang một cái bài thường gặp, đó là bài tìm x. Rất là khác với những cái bài tìm x, đó là chúng ta có thể thấy được là đưa được về dạng đơn giản hoặc là đưa được về dạng tích a nhân b nhân c bằng 0 nếu mà chúng ta đặt nhân tử chung hoặc là chia hai vế hay là nhân hai vế với cùng một số, phải không ạ? Còn ở đây thì chúng ta nhìn điển hình sẽ là các hàng đẳng thức và mục tiêu của chúng ta vẫn là đưa được về dạng tích. Bây giờ chúng ta hãy biến đổi cho cô. Ở phần A, các bạn nhìn thấy 4/9 là một phân số, như vậy thì nó có thể biến đổi được về dạng bình phương của một số hay không? Bởi vì 2/5x bình sẽ đưa được về dạng bình phương của một đơn thức. Chúng ta nhớ đến hàng đẳng thức là A bình trừ B bình. Thì 4 sẽ bằng 2 bình phương, 9 sẽ bằng 3 bình phương. Nên 4/9 sẽ bằng 2/3 tất cả bình. Trừ đi 5x tất cả bình bằng 0. Đó, hàng đẳng thức thì chúng ta đã thấy ngay được rồi. 2/3 trừ 5x. Hoặc là 2/3 cộng 5x bằng 0. Nhiều bạn là thắc mắc là nếu em ghi dấu trừ 2/3 có được hay không? Hoặc là trừ 5x có được hay không? Câu trả lời là có. Tuy nhiên thì chúng ta luôn ưu tiên dấu dương chứ các bạn hạn chế dùng dấu âm.
bởi vì các bạn rất dễ bị nhầm dấu. Như vậy chúng ta có được tích A nhân B bằng 0 thì suy ra 2/3 x 5x bằng 0 hoặc 2/3 + 5x bằng 0. Và các bạn sẽ tính được x bằng bao nhiêu? Tức là chuyển về sang và chia cho 5, đúng không ạ? X sẽ bằng 2/15. Hoặc chúng ta cũng chuyển dấu âm sang và được -2/15. Và đây chính là hai giá trị của x. Vậy x bằng 2/15 hoặc x sẽ bằng -2/15. À, từ trước đến giờ thì cô chưa nhấn mạnh với các bạn rằng đây là bài toán tìm x thì chúng ta phải kết luận x bằng bao nhiêu. Còn sau này chúng ta có được khái niệm về phương trình thì các bạn sẽ cần phải kết luận nghiệm của phương trình hoặc là tập nghiệm. Thì lúc đấy cô sẽ nhấn mạnh. Còn bây giờ chúng ta trình bày phải đầy đủ, kỹ từng bước và phải có kết luận thì các bạn mới được điểm tối đa nhé. Tiếp theo đến phần B thì sao ạ? X bình trừ x thì đều là hệ số là 1 và âm 1. Đúng không ạ? Có vẻ như là khó nhìn ra được những cái giá trị của A lớn và B lớn. Thì nếu mà nhiều bạn đã biến đổi nhiều về hàng đẳng thức rồi thì chúng ta sẽ nhận thấy được là 1/4 sẽ bằng 1/2 tất cả bình. Thì các bạn thấy ngay được ở đây chúng ta sẽ tách làm 2 nhân x nhân 1/2. Bên này sẽ là 1/2 tất cả bình phương. Và qua một cách biến đổi, chúng ta đã đưa được về dạng tường minh của hàng đẳng thức x - 1/2 tất cả bình bằng 0. Nhiều bạn là làm đưa được về dạng A nhân B bằng 0 thì hoặc A bằng 0 hoặc B bằng 0. Rất là đơn giản, nhưng mà khi mà chúng ta đưa được về dạng A bình bằng 0 thì sao? A bình bằng 0. Nhiều bạn là rất là khó tưởng tượng là ở đây chúng ta đang có hai số A, phải không ạ? Thì thực chất là hoặc A bằng 0 hoặc A bằng 0 thì cũng sẽ là suy ra A bằng 0 thôi. Thế thì ở đây chúng ta chỉ cần suy ra 1/2 x - 1/2 bằng 0 và x sẽ bằng 1/2. Đơn giản như vậy thôi. Ví dụ như là A√3 bằng 0 thì A cũng sẽ bằng 0 nhá. A√4 bằng 0, A cũng bằng 0, vân vân. Chúng ta kết luận. Vậy x bằng 1/2. Thì ở đây cô có giới thiệu bài toán tìm x. Tuy nhiên thì những biểu thức cô cho cũng rất đơn giản để có thể nhìn ra được hàng đẳng thức. Vì vậy mà chúng ta cần phải sưu tầm thêm nhiều cái dạng bài khác nữa. Bởi vì tìm x sau này nó sẽ trở thành giải phương trình. Nó là một trong những cái dạng bài trọng tâm. Và nếu bạn nào muốn phát triển với những dạng bài nâng cao thì chúng ta cần phải làm nhiều cho cái phần tìm x này. Bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bài tập tương tự với bài tập về nhà, nhưng mà nó sẽ sử dụng hàng đẳng thức, tức là cũng chia hết cho 6 và liên quan đến phần lớp 6 chúng ta học là phần chia hết đối với các số nguyên. Thì bài tập này chúng ta thấy rằng là nó không còn lạ nữa, và cái quan trọng nhất chính là các bạn phải phân tích được thành nhân tử. Thì ở đây cô chỉ nói qua về các cách làm của bài số 5 này, bởi vì nó rất giống với bài tập về nhà. Các bạn hiểu rằng dấu hiệu chia cho 6 thì nó phải chia hết cho 2 và 3. Sau đó là chúng ta phân tích được n√3 - n thành nhân tử. n√3 - n. Các bạn sẽ đặt nhân tử chung ra ngoài, đó là n, phải không ạ? Trong còn n√(-1). Nếu mà tìm x, những cái bài tìm x thì chúng ta đã làm được luôn rồi. Nhưng mà đây là chúng ta phải phân tích đến cuối cùng. Thì đây là hàng đẳng thức này. Chúng ta sẽ viết được là n·1 × n+1. Nếu mà các bạn viết ở dạng này thì chúng ta sẽ rất khó nhìn giống bài tập về nhà. Nó sẽ không thấy được là ba số nguyên liên tiếp nhân với nhau. Nếu mà cô đổi chỗ thì sao? Hai số này hơn kém nhau 1 đơn vị, nhưng mà hai số này hơn kém nhau 2 đơn vị. Cô sẽ đổi thành n-1 nhân n nhân với n+1. Và như vậy đây cũng sẽ là tích của ba số nguyên liên tiếp, sẽ chia hết cho 2, chia hết cho 3 và cuối cùng sẽ chia cho 6.
Thì các bạn nhớ cho cô là cái dạng bài này cũng rất là đơn giản, là chúng ta chỉ làm hai việc, đó là phân tích thành nhân tử và sử dụng dấu hiệu chia cho 6. Và vừa rồi là cô đã gợi ý cho các bạn những cái cách làm hay là những cái dạng bài thường gặp nhất khi mà phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng thẳng đẳng thức. Và các bạn hãy sưu tầm nhiều thêm cho cô. Nếu mà chúng ta chưa thuộc thẳng đẳng thức thì hãy học thuộc nhé. Bây giờ cô sẽ đưa ra một vài các bài tập gợi ý cho các bạn. Đây là các bài tập về nhà cô gợi ý cho các bạn trong nội dung về vấn đề thứ 5. Đó là dùng thẳng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử. Và chúng ta hãy luyện tập thêm cho cô nhiều dạng nữa và thêm những cái biểu thức nhiều biến. Thì cái bài số 2 này có nâng cao hơn bởi vì là chúng ta chưa thực hiện trong phần ví dụ. Nhưng mà các bạn hiểu, bước 1 hãy phân tích cho cô về tích, tức là chúng ta chuyển về sau đó phân tích. Bước 2 thì chúng ta hãy lập luận, nó trở về những cái dạng quen thuộc thì các bạn có thể tìm được tích phụ thuộc vào y hoặc là y phụ thuộc vào x. Thì nó cũng sẽ là cái cặp số nguyên x, y và mã. Và bài tiếp theo chúng ta sẽ học đến vấn đề thứ 6, đó là dùng phương pháp nhóm hạng tử. Thì cô sẽ giới thiệu thêm phần tách nữa để chúng ta có thể biến đổi và sử dụng để có thể làm được bài phân tích đa thức thành nhân tử một cách hoàn chỉnh nhất. Và các bạn có thể đọc trước và nghiên cứu. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong bài giảng tới. Xin cảm ơn và hẹn.